Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Với mong muốn là một kênh truyền thông sẽ cập nhật cho toàn thể quý vị khán giả khắp nơi những tin tức nóng nhất và chính xác nhất, rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như là góp ý của quý vị và các bạn. Và ngay sau đây là nội dung chính ngày hôm nay. Tình trạng thông tin thất thiệt trên mạng xã hội, Bộ Công an nói gì về việc xử lý? Thưa quý vị, trả lời câu hỏi của công dân về việc xử lý hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội, Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an dẫn Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022. Theo đó, cơ quan chức năng phạt tiền từ 10 triệu cho đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân, hành vi tiết lộ thông tin buộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân, thì tùy vào hành vi khách quan, khách thể, chủ thể của hành vi phạm tội cũng như hậu quả do hành vi đó gây ra mà Bộ Luật Hình sự năm 2015 điều chỉnh, quy định trong nhiều điều luật đối với các tội phạm. Cụ thể như tội vu khống điều 156, tội làm nhục người khác điều 155, tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc là hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác điều 159, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân, điều 331, tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, tội chiếm đoạt mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước, điều 337, tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước, tội làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước, điều 338, tội cố ý làm lộ bí mật công tác, tội chiếm đoạt mua bán hoặc là tiêu hủy tài liệu bí mật công tác, điều 361, tội vô ý làm lộ bí mật công tác, tội làm mất tài liệu bí mật công tác, điều 362. Khi có hành vi cụ thể xảy ra, dựa trên tính chất, mức độ và hậu quả, tác hại do hành vi đó gây ra, cơ quan chức năng sẽ căn cứ theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, Nghị định số 14/2022/NĐ-CP để đánh giá và có hình thức xử lý phù hợp. Ngày 11 tháng 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký công điện số 311/CDTT yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan tăng cường công tác nắm tình hình thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác, gây mất an ninh, an toàn thị trường. Trước đó, trao đổi với báo chí, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, lợi dụng việc cơ quan điều tra khởi tố, điều tra các vụ án trên, một số cá nhân sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng, được cho là vi phạm của các cá nhân doanh nghiệp khác, chủ yếu trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội. Xuất hiện những bình luận chia sẻ cho rằng, thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ khởi tố, xử lý những cá nhân doanh nghiệp này, tác động xấu tới dư luận xã hội, tâm lý nhà đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của Việt Nam, gây thiệt hại về uy tín, kinh tế của cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Bộ Công an đang chỉ đạo các lực lượng chức năng thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định tất cả những đối tượng có hoạt động đăng tải thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng, góp phần tạo môi trường kinh doanh ổn định, lành mạnh. Bộ Công an khuyến cáo người dân không nghe theo và tiếp tay lan tỏa những thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng. Tăng lương tối thiểu vùng là hợp lý. Thưa quý vị, sau không ít giằng co, cuối cùng Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng ngay từ đầu tháng 7 này, thay vì tới tháng 1 năm 2023. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, thì trên cơ sở đàm phán dân chủ, quyết liệt, Hội đồng đã đưa ra được quyết định là mức lương tối thiểu vùng năm 2022 được tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 là 6%. Ông Hiểu cũng tâm tình, với tư cách đại diện người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn tăng lương cao hơn nữa, nhưng doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, dịch bệnh còn phức tạp, nên mức này là sự chia sẻ của người lao động, tổ chức đại diện người lao động với doanh nghiệp.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói, chúng ta cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, thực hiện tốt chương trình phục hồi phát triển kinh tế của chính phủ. Được biết, khác với ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI được cho là đại diện cho người sử dụng lao động. Trước đó, VCCI từng có ý kiến đề nghị chỉ tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ tháng 1 năm 2023. Dù còn vênh nhau, nhưng rõ ràng là việc sớm tăng lương tối thiểu vùng là hợp lý hơn. Vì rằng đến thời điểm mùng 1 tháng 7 năm 2022 đã trễ tới 18 tháng, người lao động không được tăng lương. Cùng đó, cơn bão giá đã và đang quét qua mâm cơm của từng gia đình, khiến giá trị thực tế thu nhập họ có được hụt giảm. Nhiều ý kiến cho rằng, tăng lương từ mùng 1 tháng 7 cũng đã là muộn, lẽ ra phải tăng từ đầu năm và phải tăng ở mức 9%, chứ không phải là 6% mới thỏa đáng. Được biết, lần này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất hai phương án tăng lương tối thiểu từ mùng 1 tháng 7. Trong đó, phương án 1 lần lượt các mức tăng là 8,16% và 7,25%. Tuy nhiên, với mức tăng 6% thì cũng coi là sự chia sẻ cần thiết giữa người lao động và chủ doanh nghiệp trước tình hình khó khăn chung kéo dài hơn 2 năm đại dịch và nay vẫn còn tiếp tục. Nhiều tháng qua, câu chuyện tăng hay không tăng lương tối thiểu, bao giờ tăng và mức tăng bao nhiêu có thể nói là thao thức của người lao động. Thực tế thì phần lớn người lao động cũng đã đuối sức do đại dịch kéo dài, nay lại phải đối mặt với bão giá. Tuy nhiên, về phía doanh nghiệp, các ông chủ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Sản xuất kinh doanh ngưng trệ do dịch đã đành. Nay cũng chỉ là giai đoạn hồi phục, chặng đường phía trước còn rất dài, còn cần rất nhiều tiền. Tăng lương cho người lao động cũng có nghĩa là họ phải tăng chi phí, trong khi túi tiền của các ông chủ cũng đã không còn rủng rỉnh. Chia sẻ, đó là thái độ của cả hai bên, người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, cũng cần nói rằng, nếu ông chủ khó 1 thì người lao động khó 10. Nhiều công nhân khu công nghiệp làm việc lâu năm cho biết, tất cả các khoản thu nhập của hai vợ chồng đầu tắt mặt tối mỗi tháng cũng không được tới 20 triệu đồng. Họ có hai con nhỏ, số tiền kiếm được cũng chỉ giúp họ sống ở mức tối thiểu. Mới đây, mạng xã hội cũng bàn tán nhiều về một bài viết cho rằng với thu nhập 15 triệu đồng trên tháng thì chỉ đủ tồn tại ở Hà Nội. Bài viết tính toán khá chi li, các khoản phải chi hàng ngày, hàng tháng, rồi đi đến kết luận hai vợ chồng đôi con nhỏ thì 15 triệu đồng là rất khó sống ở đất thủ đô. Bài viết đã nhận được sự chia sẻ của rất nhiều người. Còn kênh chính thống hơn, theo kết quả khảo sát do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện trong tháng 3 năm 2022, có 1.533 người lao động trả lời phiếu tại 6 tỉnh thành phố cho thấy mức lương người lao động nhận được không đủ trang trải nhu cầu sống tối thiểu của họ và gia đình. Có 46,2% người lao động cho hay họ phải làm thêm giờ để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Cùng đó, 56,1% người lao động cho biết tiền lương và thu nhập chỉ vừa đủ trang trải cho cuộc sống. 21% cho hay họ phải chi tiêu tàn tiện, kham khổ mới đủ. Và 13,2% nói rằng thu nhập hiện nay không đủ sống. Đáng chú ý, 11,2% người lao động cho biết thường xuyên hàng tháng phải đi vay tiền để ổn định cuộc sống. 35,6% người lao động thỉnh thoảng, từ 3 đến 4 tháng trên lần phải đi vay. 35,6% người lao động phải vay tiền từ 1 đến 2 lần trên năm và chỉ có 17,7% người lao động chưa phải vay tiền để chi tiêu cho cuộc sống. Như vậy, đại đa số người lao động đều phải vay mượn để trang trải cuộc sống. Chính vì thế, việc tăng lương tối thiểu lần này dù chưa thể giúp người lao động khỏi nợ nần, nhưng chí ít thì có lẽ bữa ăn cuối tuần của gia đình họ sẽ tươi hơn. Facebooker Đặng Như Quỳnh có thể phải đối diện mức án nào? Thưa quý vị, nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi kêu gọi giải cứu dưa hấu. Nhưng năm 2020, Đặng Như Quỳnh đã phải gỡ bỏ 216 bài viết có nội dung thất thiệt về COVID-19 và hiện đang đối diện với mức án khá cao. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Đặng Như Quỳnh, sinh năm 1980, trú tại khu đô thị Green Bay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Bộ Công an xác định ông Quỳnh đã có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết, thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản, trực tiếp xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của nhà nước. Theo như báo chí đưa tin, ông Đặng Như Quỳnh vốn là chủ một showroom ô tô trên phố Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook từ năm 2015 khi cùng bạn bè, nhóm từ thiện của mình đứng ra kêu gọi tổ chức chương trình giải cứu dưa hấu cho nông dân miền Trung. Ước tính khi đó đã có hàng trăm tấn dưa hấu được nhóm này thu mua ở miền Trung rồi vận chuyển ra Hà Nội để bán. Vì thế, người này từng được cộng đồng mạng gọi là Quỳnh Dưa Hấu, hiệp sĩ giải cứu dưa hấu. Thời điểm đó,
trả lời báo chí về nghi vấn độc quyền đầu mối từ thiện và kiếm lợi từ dưa hấu mua ở vùng lũ miền Trung, ông Đặng Như Quỳnh đã nói: "Tôi biết những ngày qua, bên cạnh làn sóng ủng hộ, chung sức chung lòng với tôi, đã bắt đầu xuất hiện những ý kiến nghi ngờ về hoạt động thiện nguyện này. Tuy nhiên, để thành công, đôi khi chúng ta cứ phải bỏ ngoài tai, đạp lên dư luận mà sống." Trong thời gian từ 2016 đến 2020, ông Đặng Như Quỳnh tiếp tục đứng đầu hoặc tham gia tổ chức nhiều chương trình từ thiện và nhận được sự ủng hộ, đóng góp của khá nhiều doanh nhân, các cơ quan đoàn thể và cộng đồng mạng Facebook. Tuy nhiên, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, căng thẳng ở Việt Nam, thì Facebooker Đặng Như Quỳnh đã đăng tải hàng loạt thông tin sai sự thật. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã tiến hành làm việc với chủ Facebook Đặng Như Quỳnh. Qua đó làm rõ từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 3 năm 2020, trang Facebook Đặng Như Quỳnh đăng tải gần 300 bài viết chưa được kiểm chứng, sai sự thật về dịch COVID-19 tại nhiều địa phương trên cả nước. Trung bình mỗi bài viết có từ vài trăm đến hàng nghìn lượt thích, chia sẻ, bình luận đã trở thành điểm nóng, nguồn phát tán thông tin thất thiệt, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trên mạng. Tại cơ quan an ninh, ông Đặng Như Quỳnh khai nhận đã thu thập thông tin nóng về tình hình dịch bệnh từ nhiều nguồn chưa được kiểm chứng, sau đó chỉnh sửa, lồng ghép quan điểm cá nhân, tạo thành tin thất thiệt. Facebook Đặng Như Quỳnh đã phải gỡ bỏ 216 bài viết với nội dung thông tin chưa được kiểm chứng và bài viết có chứa bình luận với nội dung xuyên tạc, đưa tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh COVID-19. Sau khi thoát nạn ở vụ việc trên, Facebook Đặng Như Quỳnh vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ. Gần đây, khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố điều tra một số vụ án hình sự liên quan đến vi phạm trên lĩnh vực y tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản xảy ra tại công ty Việt Á, tập đoàn FLC, tập đoàn Tân Hoàng Minh, Facebooker này đăng tải liên tiếp nhiều thông tin, hình ảnh về một số cá nhân, lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản, ám chỉ việc bị điều tra hoặc sắp bị cơ quan chức năng xử lý. Từ đó đã thu hút một lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội, đặc biệt là những người chơi chứng khoán. Sau khi bắt khẩn cấp Đặng Như Quỳnh để điều tra về tội quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình Sự, Bộ Công an cảnh báo mọi hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác, gây mất an ninh, an toàn thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ được công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh trong thời gian tiếp theo. Điều 331 Bộ Luật Hình Sự quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong đó nêu rõ, người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Như vậy, mức phạt cao nhất của tội danh mà ông Đặng Như Quỳnh đang phải đối mặt lên đến 7 năm tù giam. Biển số giả tràn lan, có phải vì phạt nhẹ nên dân có vẻ nhờn luật? Thưa quý vị, hành vi sử dụng biển số giả đã và đang gây rất nhiều hệ lụy cho xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực đến công tác kiểm tra, giám sát, quản lý của cơ quan chức năng. Ngoài các hậu quả về tài chính do lái xe sử dụng biển giả để tránh phạt nguội, thì việc gian lận biển số xe tiềm ẩn các hậu quả to lớn khác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Biển số xe được gọi theo thuật ngữ chuyên ngành là biển kiểm soát, tức nó dùng để lực lượng chức năng kiểm soát một phương tiện cơ giới, gồm lịch trình di chuyển, số khung số máy của phương tiện, đặc điểm nhận dạng của chủ phương tiện và phương tiện. Tất cả các thông tin này phục vụ cho hoạt động an ninh hay cụ thể trong một số trường hợp là điều tra, truy vết tội phạm. Tuy nhiên, nhiều lái xe sử dụng biển số xe giả thì sẽ tạo ra thông tin sai lệch, ảnh hưởng xấu đến công tác an ninh hoặc nghiêm trọng hơn là làm sai lệch hướng điều tra trong các vụ án hình sự nếu có. Liên quan tới vấn đề này, thông tin với báo chí, luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, tùy vào từng loại xe và dung tích xi lanh thì sẽ được các cơ quan có thẩm quyền khác nhau tiến hành đăng ký xe và cấp biển số xe. Trong phạm vi bài viết đang đề cập đến vấn đề biển giả là vấn đề thường xảy ra đối với các cá nhân, tổ chức trong xã hội. Về thẩm quyền cấp biển số xe cho các cá nhân, tổ chức mà không phải là cơ quan nhà nước hoặc cơ quan ngoại giao thì thường do công an cấp tỉnh và công an cấp huyện thực hiện. Tuy nhiên, luật sư Tiền cũng nhìn nhận, hiện nay, hành vi mua bán, sử dụng và sản xuất biển số xe giả đang diễn ra tràn lan và thiếu sự kiểm soát, bất chấp các quy định của pháp luật cũng như các chế tài xử phạt có thể phải đối mặt nếu các hành vi trên bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý. Luật sư Tiền cho biết, theo quy định tại khoản 3, điều 53, Luật Giao thông Đường bộ 2008, các loại xe cơ giới phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
Vì vậy, các trường hợp sử dụng biển số xe giả, cả người điều khiển phương tiện và chủ xe đều có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi điều khiển xe gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Căn cứ vào Điều 16, 17, 19, Nghị định 100, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123. Theo đó, mức phạt đối với lái xe ô tô là 4-6 triệu đồng. Chủ nhân chiếc xe ô tô là cá nhân thì bị phạt từ 4-6 triệu đồng. Còn nếu là tổ chức thì bị phạt từ 8-12 triệu đồng. Đối với phương tiện là xe máy thì lái xe bị phạt 300.000 đến 400.000 đồng. Chủ nhân chiếc xe máy là cá nhân thì bị phạt 800.000 đến 2 triệu đồng. Còn nếu là tổ chức thì bị phạt từ 1,6 đến 4 triệu đồng. Đối với trường hợp làm giả hoặc sử dụng biển số xe giả để thực hiện hành vi trái pháp luật, thì người thực hiện hành vi còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 341 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức với mức phạt tù cao nhất lên đến 7 năm và bị phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng. Luật sư Tiền cho biết thêm, đối với hành vi sử dụng thiết bị che, lật biển số, theo quy định tại khoản 9, điều 2, Nghị định 123, người điều khiển ô tô sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 4-6 triệu đồng nếu gắn biển số không rõ chữ, số, gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng, sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển. Trường hợp người điều khiển xe sử dụng thiết bị lật kèm biển số giả sẽ bị phạt bổ sung tước bằng lái 1-3 tháng và tịch thu biển số vi phạm. Đối với người điều khiển xe máy, sẽ bị phạt từ 300.000 đến 400.000 đồng đối với vi phạm tương tự. Chế tài chưa đủ mạnh. Hành vi sử dụng biển số giả đã và đang gây rất nhiều hệ lụy cho xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực đến công tác kiểm tra, giám sát, quản lý của cơ quan chức năng. Ngoài các hậu quả về tài chính do lái xe sử dụng biển giả để tránh phạt nguội, thì việc gian lận biển số xe tiềm ẩn các hậu quả to lớn khác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, thực trạng việc sản xuất và sử dụng biển số xe giả tràn lan hiện nay là hệ quả của nhiều nguyên nhân. Trong đó rõ ràng nhất là xuất phát từ cả hai phía, đó là cơ quan có trách nhiệm quản lý và những người vi phạm. Về phía quản lý, luật sư Tiền nêu quan điểm, mức xử phạt vi phạm hành chính hiện nay là chưa đủ răn đe. Mức phạt này còn quá nhẹ so với những người đủ điều kiện kinh tế để mua và sử dụng xe ô tô. Do mức xử phạt nhẹ nên đã dẫn tới việc các đối tượng có tâm lý không ngại vi phạm để đạt được mục đích. Tuy nhiên, trên thực tế, việc kiểm tra, kiểm soát, truy bắt và xử phạt đối với hành vi sử dụng biển giả cũng gặp nhiều khó khăn. Do hoạt động này phải diễn ra trực tiếp, đòi hỏi sức tập trung chuyên môn cao. Về phía người vi phạm, việc sử dụng biển giả chủ yếu nhằm các mục đích bất chính như trốn tránh sự kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng hoặc dùng để bỏ trốn khi đã phạm tội hoặc bị đe dọa. Trong hoàn cảnh xã hội diễn biến phức tạp, các hành vi này ngày càng nhiều và tương ứng với đó, hoạt động sản xuất biển giả cũng diễn ra rầm rộ, chuyên nghiệp để phục vụ nhu cầu sử dụng biển giả cho các mục đích khác nhau. Để nâng cao hiệu quả, công tác cấp và quản lý biển số xe, luật sư Tiền cho rằng, cơ quan quản lý nhà nước cần xem xét nâng mức xử phạt vi phạm hành chính để đảm bảo đủ tính răn đe với những người vi phạm và có ý định vi phạm. Đồng thời, nếu có dấu hiệu của tội phạm, cần điều tra, truy tố và xét xử nghiêm khắc, góp phần làm tăng tính nghiêm minh của pháp luật nói chung, cũng như tăng hiệu quả quản lý hành chính trong lĩnh vực cấp biển số.